Và cái câu thứ hai và em muốn dành cho chị Khê thì có quan điểm cho rằng không cần quảng cáo vì tiệm đã có lượng khách đông và ổn định, thì bây giờ em muốn xin cái kinh nghiệm của chị chia sẻ về câu hỏi này như thế nào. Cảm ơn Tân. Chào Tân, chào anh Leo, chào Nancy. Theo chị á, thì quảng cáo nó phải chia ra được nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ như khi mà mình mới mở tiệm thì mình phải quảng cáo để mình kiếm khách đi tới cái business của mình. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà mình phải duy trì cái lượng khách mà mình đã có ở trong tiệm. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn là mình phải kiếm được thêm khách mới. Thì theo chị á, quảng cáo nó chỉ là ít hơn hay nhiều hơn, chứ nó không có nghĩa là dừng lại. Thì một trong những cái mình phải luôn luôn tìm kiếm khách mới á, là tại vì trong cái service industry thì chắc chắn là mình không thể làm tất cả mọi người happy. Mình có 10 con khách thì mình cũng không có nghĩ là mình sẽ giữ được cả hết 10 người khách. Nên mình phải lúc nào mình cũng phải update, mình cũng phải quảng cáo, mình phải cho khách biết là mình offer cái gì, để cho giống như là remind khách vậy đó, là mình có những cái gì ở trong salon của mình để mình có thể là giữ được cái lượng khách mà mình đang có. Và cũng một trong những ví dụ có thể tìm kiếm khách mới là như cái chương trình referral của GDS. Đó là cũng một trong những cái công cụ mà chị xài ở trong salon của chị, để chị tìm kiếm lượng khách mới. Có nghĩa là thường thì khách cũ họ sẽ có những cái không ở tiệm của mình nữa vì một số lý do, ví dụ như là relocate về tiểu bang khác, hoặc là đôi khi họ lớn tuổi thì họ không còn nữa, hoặc là một số khách mới relocate về cái khu vực của mình, thì làm sao mình có thể tìm một số người khách đó đến tiệm với mình, lại là giống như nail business mà nó là một năm nó có thể mở lại 3-4 tiệm cách mình 5 phút 10 phút. Nên nếu mà mình không có duy trì được cái lượng khách mà mình đang có, hoặc là mình không có duy trì được cái quảng cáo á, thì thiệt sự là mình khó mà giữ được cái lượng khách lắm. Rồi, em cảm ơn câu trả lời của chị.